tập 9. Đều đứng yên. Thất gia có chừng. Thất gia, anh đi thật hay sao chứ? Đi thôi. Coi tiểu diện chúng ta là chợ rau, ngay cả Phàn lão đại cũng dám đến làm loạn. Dẫn theo mọi người, theo tôi đi gặp Phàn lão đại này. Tôi cược lớn. Mở mở mở. Đừng chơi nữa, tránh ra. Đi. Đi nhanh đi. Đừng nói nhảm, nhanh. Nhanh lên. Cút. Tiền đâu? Người không ít nhỉ? Thế nào? Dọa thất gia? Thất gia ở Dân Thành không phải sống uổng phí. Đúng thế đó. Thế sao? Hôm nay tôi không muốn nghe gì hết. Chỉ muốn nghe một chữ. Tiền. Muốn nghe tiền thì dễ lắm. Anh đi đâu? Đi tìm Phàn lão đại. Đứng lại. Phàn lão đại chẳng qua là muốn tiền. Mai Hương, cô làm gì? Là muốn lấy tiền cho chó? Nếu là chó, chúng ta phải dùng cách đối phó chó. Cô nói lung tung. Lần trước cho cô chiếm lương tiền, tôi không nói gì đi. Tôi nói cho cô biết, lần này tôi không đưa cho hắn tiền đó. Anh đừng có phô trương được không? Ai phô trương? Là Phàn lão đại đang phô trương. Anh tỉnh táo lại chút được không? Tôi có dẫn chứng nữa. Ai dẫn chứng? Đào hang mới được nửa ngày, Hideo đến, Ngô Chiếm Lương đến, ngay cả Phàn lão đại cũng đến góp náo nhiệt. Còn giữ hai anh em của tôi, hôm nay tôi không đạp cái ổ chó của hắn, tôi không mang họ Cam. Đứng lại. Tiểu Bạch, nhìn cái gì? Nói với hắn. Ông ra cái giá đi. Nhìn thấy chưa? Phàn gia, đây là 10 tệ. Chúng ta thanh toán xong. Cáo từ. Từ từ. Vì đại gia này, số tiền này có chút không đúng nhỉ? Sao không đúng? Trên khế ước không phải viết rất rõ là 10 tệ hay sao? Tiểu Tam Hương là lấy 10 tệ từ chỗ tôi, nhưng cô ta ăn ở chỗ tôi, uống ở chỗ tôi, ở chỗ tôi, vậy không cần dùng tiền hay sao chứ? Hơn nữa, lúc cô ta đi còn trộm của tôi một khoản tiền. Được, vậy rốt cuộc ông cần bao nhiêu tiền? Tôi cũng không cần nhiều lắm, lại thêm 40, ít một số cũng không được. Làm gì? Đại ca, bỏ xuống. Bỏ xuống xuống. Tôi xem các anh ngày hôm nay ai dám bước nửa bước ra ngoài. Thu súng lại đi. Cô không dám nổ súng đâu. Ai nói tôi không dám? Bốn phía đều là quân Nhật. Đừng quên, cô lại làm công việc ngầm đó. Đi. Cô điên rồi sao? Cô đây là làm trái kỷ luật của tổ chức. Tôi đang bảo vệ kỷ luật của tổ chức đó. Anh còn dám bước ra ngoài nửa bước, tôi sẽ chấp hành kỷ luật của tổ chức.
Phan gia, Mã công tử chỗ này chỉ có 20 tệ, ông xem có thể không? Thể hôm nay nếu tôi tha cho các người, vậy thì sau này Phan lão đại tôi không thể lăn lộn ở dân thành được. Được. Thái quân, tiếng súng ở bên kia, đuổi theo. Nhanh nhanh nhanh, Thợ Mộc kêu. Đánh chết người rồi, đánh chết người rồi, đánh chết người rồi. Cứu mạng, cứu mạng. Thái 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 quân, đánh người ở bên kia, vừa chạy. Thái quân, đuổi theo. Đi, nhanh, nhanh đuổi theo đi. Đánh đau quá. Chạy được đấy. Đồng hồ vàng, đồ tốt đó. Anh định cược bao nhiêu? 50 tệ, thêm khí ước bán thân của Tiểu Tâm Hương. Tiểu tử, dán đầy tôi cược. Anh định thế nào đây? Rất đơn giản, tung bào so lớn nhỏ. Được. Đại ca, lão hầu dụ chúng đi rồi. Chắc chắn. Chắc chắn mà. Yên tâm đi, chú không đuổi kịp đâu. Phan gia, mời. Tiểu tử, thua chắc rồi. Không chắc chắn. Mời. Xin lỗi Phan gia, người tôi dẫn đi, tiền để lại cho ông, coi như chút bà mồng của tôi. Đợi đã. Đang đánh vô mặt tôi đấy. Sao tôi lại đánh vô mặt của ông chứ? Để lại tiền là đánh vào mặt của tôi. Ông có ý gì đây? Thợ Mộc, trong phòng có dây thừng, lấy qua đây cho tôi. Không, không phải. Cần dây thừng làm gì? Trói anh ta lại chứ làm gì? Tôi xem ai dám trói tôi. Tôi dám đó. Đi nhanh. Được. Trói vào. Đại ca, xin lỗi nha. Cút sang một bên cho tôi. Tôi không quen bị người khác trói. Được. Hôm nay tôi nghe cô một lần vậy. Còn ngay ra đó làm gì? Cút. Không để lại tiền, nhưng phải để lại một thứ của cô ta lại cho tôi. Phan gia, đây là quy tắc của tôi. Được. Theo quy tắc của ông vậy. Để lại cái gì? Để lại một đầu ngón tay. Thanh toán xong.
Phàn gia, đầu ngón tay của phụ nữ đen đuổi nó không bằng đồ quý giá của thất gia. Tiểu tử, tùy cậu vậy. Có thể đưa tiền, đưa súng cho tôi. Nói rõ, chỉ cầm tiền không cầm súng. Cam tân tôi xưa nay chưa từng chịu thua. Hôm nay là lần đầu. Thái chân tôi xưa nay chưa từng phô trương. Hôm nay cũng là lần đầu. Tiểu tử, xem như có bản lĩnh đó. Rút. Đi đi, đi đi. Thất gia, thất gia đợi đã. Thất gia, anh đúng là đàn ông mà. Tôi không ngờ anh có thể tự cắt đầu ngón tay của mình. Bản công tử bội phục. Một đầu ngón tay tính là gì chứ? Tàn nhẫn hơn tôi, ông ta còn non. Thất gia, tay của anh thế nào rồi? Không có sao đâu. Anh cho tôi xem, nhanh để tôi xem. Thất gia, cho tôi xem một chút. Thế nào chứ? Cho tôi xem. Đau, đau. Tình huống gì đây? Anh đây, lúc nãy khi vào cửa, còn nhớ thất gia cắn một cái chân gà hay không? Phàn gia, tên kia lừa ông rồi. Ông xem đây không phải là chân gà hay sao? Hắn dám lừa chúng ta, tôi dẫn người để bắt hắn về. Cút về đây. Còn không đủ mất mặt hay sao? Nhiều người như vậy còn không nhìn ra nữa, còn đi tìm tính sổ gì? Một đám phế vật. Đáng ghét. Làm gì đấy, còn động tay. Vậy đây là cái gì? Mật ong thôi. Đáng ghét mà. Tôi nói cho anh biết, nếu anh còn lừa tôi nữa, hai mẹ con tôi không tha cho anh đâu. Phụ nữ chính là phụ nữ, còn khóc được nữa? Khóc cái gì? Nên khóc là Phàn lão đại mới đúng. Anh Thất à, vậy thì anh nói cho tôi biết bài kia là thế nào. Hỏi cái gì mà hỏi? Bài đó với chân gà giống nhau. Phàn lão đại bị thất gia lừa, không phải tôi chém gió. Thất gia lớn thế này, người có thể cược thắng thất gia? Thất gia còn chưa gặp nữa mà. Vậy cái đồng hồ đó thì sao? Hình như tôi từng thấy ở đâu rồi. Cậu xem, không cho cậu hỏi lại hỏi. Đại ca, đại ca, ra rồi sao? Ra rồi. Tam hương cô nương không sao chứ? Dạ không sao. Có tiểu thất đây, có thể xảy ra chuyện gì chứ? Đúng thế, có thất gia rồi. Không sao. Đại ca, bọn tôi không phạm kỷ luật gì chứ? Cậu nói xem, cậu còn muốn phạm kỷ luật gì chứ? Đại ca lập tức dẫn tôi đến đập phá đây. Đại ca lại đến cứu chúng tôi. Tôi nói mà, đại ca thương tiểu thất nhất. Được rồi, được rồi, có thể đừng bảnh chọe được không? Đại ca là dẫn tôi đến thu dọn xác của anh đó. Được rồi đấy, thất gia xưa nay đều thu dọn xác của các người. Đúng thế, được rồi. Ra là được rồi. Có thể sống ra khỏi chỗ Phàn lão đại cũng xem như tôi không nhìn nhầm các cậu. Nếu mà không ra được, nếu không ra được vậy tôi không tên là Du Thất nữa. Đúng thế đó. Đúng. Nếu không ra được, cậu không tên Du Thất, cậu gọi là Du Hồn rồi. Đi, cầm lấy. Đó không phải cho tôi.
khế ước bán thân, thất gia đốt rồi. Bắt đầu từ bây giờ, cô không cần nghe người khác sai bảo nữa. Thất gia, anh yên tâm đi, từ hôm nay tôi làm người lại. Tôi sẽ không còn là tiểu tâm hương trước kia nữa. Được, được rồi, có cái gì không biết nữa. Thất gia không nhìn được phụ nữ khóc nhất. Được rồi, đi lấy chậu nước nóng cho tôi đi. Thất gia ngâm chân một chút. Đội trưởng, tối qua sau khi hai người đó quay về vẫn luôn không có người ra vào. Anh nói xem, chúng ta vẫn ở đây giám sát hay sao? Giám sát? Sao không giám sát nữa? Cậu nói xem, họ có thể thoát ra khỏi bàn tay Phàn lão đại, năng lực cũng rất lớn đấy. Đúng thế, người bình thường hắn cũng không thể hơn được Phàn lão đại. Đúng rồi. Tôi bảo cậu hỏi chuyện kia, cậu làm xong chưa? Xong rồi đội trưởng, tôi hỏi chủ nhà rồi. Ông ấy nói từ sau khi họ Bạch thuê xong phòng, chưa từng có người đến tìm hắn. Nói như vậy, phòng này chuyên môn cho hai người họ thuê. Bên trong chắc chắn là có quỷ. Nào nào nào, kéo cậu ấy một cái, nhanh nhanh. Trời đất ơi. Đại ca, không thể làm nữa, bên dưới có nước rồi. Mệt chết tôi rồi. Ở đây, là ở đây đó. Các cậu đừng có đạo nữa, múc nước ra đi. Đều nghỉ một chút. Uống chút nước. Uống chút nước đi. Được rồi, tiến độ không tồi. Vừa hay nhân lúc này, để đại ca kể chuyện bắt lộ đánh trận cho chúng ta nghe đi. Đúng rồi đại ca, đại ca kể đi. Đúng đó đại ca, anh kể cho chúng tôi nghe đi. Kể cái gì chứ? Đại ca, chuyện Bình Gan kia, quân Bắc Lộ làm thế nào đánh quân Vực? Đúng, Bình Gan. Xem ra các cậu đều biết ở đó từng đánh trận. Có đúng hay không? Đại ca, Bình Gan là trận lớn. Lúc đó quốc quân đánh, đúng rồi đánh. Còn có Bắc Lộ đánh nữa. Đều biết. Còn có Bắc Lộ nữa. Thôi đừng vòng vo, muốn biết gì thì hỏi đi. Tôi đã nói muốn biết gì thì hỏi đi, nhanh lên. Ai nói? Không phải muốn biết gì, chỉ là nói chuyện thôi. Tiểu Bạch, ai nói chứ? Tiểu Bạch, cậu không phải vẫn luôn muốn hỏi hay sao? Hỏi đi, cậu không phải muốn hỏi chuyện đại ca hay sao? Không phải, lên tiếng đi chứ, nói đi. Đại ca à, là thế này. Nếu như các anh em đều ở đây, tôi thay anh em hỏi chuyện một chút. Hỏi gì chứ? Đại ca, bình thường suy nghĩ tôi thích nghĩ thêm một tầng. Nếu có lời nào mạo phạm anh, thôi được rồi, đừng có lãi nhãi quá. Rốt cuộc cậu muốn nói gì với tôi? Là thế này đại ca, trước kia tôi từng hỏi Mai Hương cô nương, cô ấy nói với tôi giữa Bắc Lộ một vài quân dung quân kỷ, còn nói với tôi giữa Bắc Lộ xưng hô không phải trưởng quan, gọi là đồng chí. Cô ấy còn nói, cô ấy nói giữa quân Bắc Lộ ở cùng nhau đều rất hòa hợp. Tôi cảm thấy anh nói, đại ca, giữa chúng ta hình như là cái gì kia. Đại ca, nghỉ đủ rồi, tôi đi làm nha. Tôi làm việc trước. Múc nước, múc nước. Đợi đã. Các anh em, có lời giữ trong bụng, nói ra chúng ta không thể cách lòng đánh Nhật. Các cậu có thể cũng đều cho rằng tôi không phải Bắc Lộ, đúng hay không? Sao đại ca lại không phải Bắc Lộ chứ? Đại ca chính là Bắc Lộ mà.
Đại ca, có một chuyện không hiểu, muốn hỏi đại ca. Anh xem, đây là cái gì? Là chuyện gì vậy? Tôi cho rằng đồ rơi mất rồi chứ. Quá ra ở chỗ của cậu. Tiểu thất ở chỗ Trang gia lấy được đó, vẫn luôn bảo quản cho đại ca. Đại ca, trước khi dẫn chúng ta đến Dân Thành, từng đi qua Bình Cang. Ở đó toàn là mộ phần. Đại ca nói muốn nói mấy câu với các anh em. Nhưng sau đó tôi mới biết sĩ binh quốc quân của một doanh chôn hết ở đó. Không sai, binh sĩ quốc quân của một doanh vì giết quân Nhật chết trận hết rồi. Chỉ có một mình tôi may mắn sống sót. Sau đó anh của tôi cam tân xuống núi, vào vòng bao vây của Hideo. Giờ hay tôi cũng ở trong. Lúc đó anh ấy chết trước mặt của tôi. Tôi không còn lựa chọn. Tôi thật sự không có lựa chọn. Tôi phải tiếp nhận trọng trách anh ấy giao cho tôi. Chuyện sau đó thì các cậu đều thấy. Tôi nói ra sự thật. Tôi một khi nói ra thì tôi chỉ có thể rời Dân Thành thôi. Bởi vì tôi không phải bắt lộ. Tôi thật sự không phải bắt lộ. Các cậu sao đều không nói chuyện vậy? Tôi biết các cậu một lòng muốn vào Bắc Lộ, nhưng mà tôi nghĩ hãy tự mình đánh trận. Tôi nghĩ kỹ rồi, muốn đi theo Bắc Lộ. Nếu không tôi cũng sẽ không mạo danh anh tôi tiếp nhận nhiệm vụ lần này. Bắt đầu từ khi vào Dân Thành, tôi đã coi mình là một bát lộ rồi. Một bát lộ thực sự. Việc bây giờ chúng ta làm toàn đều là chuyện bát lộ phải làm hết. Nếu như các cậu thực sự cho rằng mình không phải bát lộ, hoặc là nói không tin được người làm đại ca như tôi, thì bây giờ các cậu có thể đi. Tôi tuyệt đối không cản lại. Nhưng mà chuyện đánh Nhật không có các cậu, một mình tôi vẫn làm tiếp. Đại ca, anh chính là bát lộ. Ai nói đại ca không phải bắt lộ chứ? Thất gia tôi không xong với hắn đâu. Đại ca, lão hầu đời này nhận anh rồi. Đại ca, tôi cũng theo anh đánh Nhật. Đại ca, trong mắt của bản công tử, anh không phải bắt lộ cũng là bắt lộ. Tôi cũng theo anh. Bây giờ chỉ cần nhà đầu thải dân kia nhận đại ca là bắt lộ, vậy đại ca chính là bắt lộ thật. Không sao, bốn chúng ta là cái gì chứ? Bát lộ có mắt nhìn, chúng ta là bát lộ. Vậy đại ca chính là bát lộ. Đúng, đúng, đều là bát lộ hết. Được, chúng ta đều là bát lộ.
tranh thủ thời gian chuyển đất. Biết rồi đại ca, đi. Đại ca, đội trưởng Ngô đang tìm ngài. Hắn tìm tôi có chuyện gì chứ? Hình như không phải chuyện quá gấp. Đội trưởng Ngô, anh đến đây làm gì chứ? Tôi là đến tìm đại ca Hideo. Ngài ấy ở trên lầu. Họ nói ngài ấy ở cùng ông mà. Ở đây không có. Anh đến nơi khác tìm đi. Được, được, được. Khốn kiếp, tôi hiểu ý của hắn. Hắn đang chống đối tiêu cực với tôi. Đội trưởng Ngô, sao anh còn chưa đi? Tôi đây, đi đây, đi đây. Thái quân, đội trưởng Ngô, anh tìm tôi hay sao? Đúng, đúng, đúng. Liên quan đến chuyện dọn sạch các hộ đó mà. Người của tôi không đủ lắm. Tôi phái người từ quân Hoàng Hiệp đến cho anh. Được, được, vậy cảm ơn Thái quân. Còn có một chuyện nữa. Còn có gì chứ? Chính là ngày xem anh em tôi không ngày không đêm. Bận nửa ngày rồi. Ngày xem liên quan đến chuyện thưởng tiền. Anh em tôi có chút gấp đó. Đội trưởng Ngô rất vất vả. Tôi biết. Còn về thù lao của anh, tôi sẽ không quên đâu. Tôi biết Thái quân nhất định sẽ không quên. Chính là ngày xem thời gian kéo có chút dài rồi. Tôi không tiện ăn nói với các anh em cho lắm. Không nghe rõ lời tôi nói hay sao chứ? Tôi sẽ không bao giờ quên. Tranh thủ thời gian, không thể kéo dài được. Được. Vậy tôi đi trước đây. Kikuchi, mấy ngày này anh vô cùng vất vả. Vết thương đỡ hơn chưa? Không có gì đáng ngại đâu. Hideo, anh cũng ngày đêm vất vả. Chúng ta như nhau thôi. Kikuchi, anh cứ việc yên tâm làm việc. Tôi sẽ không để cho bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra. Hideo, lần nữa cảm ơn anh. Đội trưởng, đội trưởng. Sẽ không quên, sẽ không quên. Nhưng mà ông lại không đưa tiền cho tôi. Ông đây làm việc thay ông, hỏi người. Tự mình còn giống như cháu nội vậy.
người Nhật Bản chính là không bằng chó lợn mà. Đúng thế đó. Đội trưởng, có chuyện rất kỳ lạ. Chuyện gì chứ? Hai anh em chúng tôi canh ở đây nửa ngày rồi, vẫn luôn không có người ra. Nhưng đàn ông nhà này dùng một cái xe ngựa. Anh nói xem có lạ hay không chứ? Đi xe ngựa. Đi xe ngựa làm gì? Không biết. Nhanh nhìn, đội trưởng, hắn ra rồi kìa. Đi theo. Thất gia tránh được đào hang, không tránh được đổ đất. Quay về để Tam Hương hầu hạ thất gia thật tốt. Thất gia cũng là người có phụ nữ rồi. Đổ đất nửa ngày, có thể xây 10 gian phòng rồi. Đúng thế, đều đã đổ một ngày rồi. Tam Hương, lấy chút nước uống. Cơ hội đến rồi. Ở đây canh cho tôi nha. Các anh em phối hợp đi. Nhẹ chút. Cậu chút sức cũng không có. Nào nào nào. Mệt chết tôi rồi. Nào nào, sang một bên đi, sang một bên. Sặc chết tôi đấy. Anh chiếm chỗ quá. Toàn một mồm cát. Đốt chút nước uống. Làm gì đấy? Còn vui vẻ nữa. Không bình thường. Xe ngựa chuyển đất mất rồi. Cái gì? Chuyện gì vậy?
Tìm được ổ cũ rồi. Trời ơi, anh giỏi rồi. Sao anh không làm mất anh luôn đi? Anh còn quay về làm gì chứ? Anh có thể làm gì từ sáng đến tối? Không phải anh thất. Anh nói anh cả ngày cũng không làm gì. Sao chỉ có một cái xe cũng không trông được? Sao mất cái xe ngựa ai cũng trắng mặt sợ hãi? Không phải mất cái xe ngựa sao? Ngày mai thất gia kiếm một cái về. Vấn đề quan trọng là tại sao anh lại có thể làm mất xe ngựa được? Không buộc chặt chạy mất. Quán cơm Thải Dân. Quán cơm Thải Dân. Trưởng quỹ, nhìn gì vậy? Vào rồi nói. Xe ngựa. Ngô Chính Lương theo xe ngựa tìm đến đây. Chính là lúc nãy hắn vừa đi thì anh đến. Đi đâu vậy? Còn đợi gì nữa? Đợi hắn chở quân địch đến hay sao? Tôi biết anh gấp, nhưng mà bây giờ trừ khử hắn không phải thời cơ tốt nhất. Mặc kệ thời cơ gì đi, tôi sẽ dùng cách của tôi để trừ khử hắn. Anh cẩn thận đó. Được rồi, đừng có lải nhải chuyện xe nữa. Chúng ta ăn cơm trước đi, tôi sắp đói chết rồi. Cơm đâu? Sao mà anh ngày nào cũng đói hết vậy? Nói giảm, cậu làm gì không đói hay sao? Bắt đầu từ ngày mai cậu xuống dưới. Đúng thế, nói chuyện chính đi. Tiểu Tam Hương hôm nay không thoải mái, không nấu cơm. Vậy chứ ăn cái gì? Không phải, không phải, đừng có vội mà. Ăn gì? Ăn anh hay sao? Có tiệc. Anh mời, muốn chích máu. Thất gia nào có tiền? Nhưng mà thất gia biết ai có tiền nữa nha. Ai vậy? Tiểu Bạch. Thật hay giả vậy? Không phải anh. Sao lại tìm tôi? Bạch, anh em chúng ta làm gì không dễ dàng gì mà. Sao cậu cũng có tiền mời khách không nên hay sao? Đúng không? Đều là anh em một nhà hết. Đúng rồi, tối nay cậu mời đi. Được 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 được. Nếu mọi người đều vất vả như vậy có đúng không? Cậu coi trọng Bạch công tử. Vậy thì Bạch công tử mời các anh ăn một bữa. Nhưng mà phải đồng ý một điều kiện với tôi đó. Điều kiện gì? Nói. Sau này đừng gọi tôi là Bạch công tử nữa có được không? Chứ gọi là gì? Gọi tôi là quân sư. Bạch quân sư. Bạch tư lệnh. Bạch, có thịt ăn. Bạch đại gia. Đi đi đi. Thay đổi quá nhanh rồi đó. Đi 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 đi. Nhanh lên nhanh lên. Tôi lại có thịt ăn rồi. Đại gia đến rồi. Mấy vị vậy? Bốn vị gia. Mời vào trong, mời vào trong. Tôi chắc chắn mời. Ngồi vào trong. Ngồi đây.